Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Mình xin chúc cả nhà ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Hôm nay mình xin giới thiệu đến cả nhà một món ăn chay nữa, đó là chả hấp cà tím. Và món ăn này làm vô cùng đơn giản luôn cả nhà ơi. Chả hấp cà tím sau khi hoàn thành thì có phần chả dai thơm và giòn giòn nữa, còn cà tím thì ngọt và mềm. Chấm cùng với chén tương, thêm một chút xíu tương ớt nữa thì ngon vô cùng luôn. Món này thì dùng để ăn cơm cả nhà nhé. Và nguyên liệu để làm món chả hấp cà tím thì rất là đơn giản. Chỉ cần có một quả cà tím nè, một ít sườn non chay, đậu hũ trắng và rong biển là mình đã làm nên cái món chả hấp cà tím ngon lành và đẹp mắt như thế này rồi. Và các bạn xem video nếu thấy thích món ăn mình làm thì hãy vào bếp và cùng thực hiện với mình nha. Đây là phần nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị. Ở đây mình có một ít rong biển. Đây là loại rong biển để mình nấu canh đó cả nhà. Các bạn có thể dễ dàng tìm mua rong biển ở các chợ, chỗ tiệm bán thực phẩm chay hoặc là siêu thị. Và đây mình có 3 miếng sườn non chay. Phần sườn non chay sau khi mua về mình ngâm nước 1 giờ đồng hồ. Sau đó mình sẽ vắt khô nước, sẽ được một miếng sườn non dai như thế này. Và tiếp theo mình có 50g đậu hũ trắng. Các bạn chọn đậu hũ trắng mới nha. Và một ít hành lá. Gia vị mình sử dụng thì cũng như thông thường thôi, đó là đường, hạt nêm chay và tiêu. Và mình cần có một ít hành tím phi thơm nữa nha. Và một quả cà tím 300g. Để chấm thì mình sẽ sử dụng đó là nước tương. Các bạn có thể thêm một ít tương ớt hoặc là vài lát ớt cũng được. Và mình cần có một ít dầu ăn để một hầu mình trộn cái phần chả cho nó dai và béo. Nguyên liệu mình chuẩn bị như vậy cũng đã xong rồi đó cả nhà. Bây giờ mình bắt tay vào làm thôi nha. Đầu tiên thì mình sẽ xé cái phần sườn non này. Sườn non các bạn có thể xé mỏng hoặc là cắt nhuyễn cũng được. Các bạn có máy xay thì mình cho vào máy xay mình xay. Còn nếu không thì mình giã nát bằng cối. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giã sườn non. Và các bạn giã càng nhuyễn càng tốt nha. Mình giã càng nhuyễn thì cái phần chả của mình nó sẽ càng dai. Sau khi sườn non đã được giã nhuyễn rồi, bắt đầu mình cho đậu hũ trắng vào. Bây giờ mình sẽ nghiền ra luôn. Và tiếp theo mình sẽ cho lá rong biển vào. Các bạn có thể cắt nhỏ lá rong biển hoặc để như thế này mình giã cũng được. Để như vậy thì mình giã nó hơi lâu một tí. Sau 20 phút mình giã thì cái phần chả của mình nó đã nát như thế này rồi nè cả nhà. Nó rất là dai và mịn luôn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần chả ra cái tô để mình nêm gia vị và tiếp tục nhồi cho chả dai. Cái đĩa gia vị hồi nãy mình đã chuẩn bị nè, cho hết vào đây. Và tiếp theo nữa là hành lá và cả hành tím phi thơm nữa. Cho vào đây một ít dầu ăn để chả của mình béo hơn. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhồi thôi. Các bạn nhồi lâu một tí nha, cho phần chả mình nó thật là dai và mịn.
Chả của mình bây giờ rất là dai rồi nè cả nhà. Các bạn nhồi chả như thế này chúng ta có thể dồn vào khổ qua hầm, hoặc là các bạn gói vào cải để mình nấu canh cũng đều rất là ngon. Bây giờ phần chả mình đã chuẩn bị xong rồi, tiếp theo thì mình bắt đầu cắt cà tím thôi. Trái cà tím này mình sẽ cắt thành hai khúc nha. Trái cà tím mình sẽ cắt một bên như thế này, mình để xuống cho trái cà tím nó đứng, nó không có bị lăn tròn. Sau đó các bạn dùng hai chiếc đũa kẹp hai bên. Và bây giờ mình sẽ cắt thôi. Cắt một lát khoảng 1cm như thế này. Các bạn thích cắt dày thì mình có thể cắt dày cái phần cà tím này cũng được. Các bạn thấy cà tím mình cắt nè, một chút xíu nó sẽ có hình cầu vồng đấy. Bây giờ thì mình sẽ cắt tiếp tục cái khúc này cho gòi luôn. Cà tím mình cũng đã cắt xong rồi, bây giờ mình sẽ nhồi cái phần chả vào bên trong nha. Để nhồi thì cũng rất là dễ, các bạn sử dụng một ít chả như thế này. Mình vo tròn đều, sau đó mình sẽ cho vào đây. Các bạn ấn chặt tay, sau đó mình sẽ ép cái miếng chả vào như thế này, ép miếng cà vào. Như vậy là đã được rồi đó. Và mình nhồi tiếp tục đến khi nào hết những cái miếng cà như thế này là được.
Mình đã nhồi xong cái khúc cà đầu tiên rồi. Các bạn nhìn thấy giống cái hình cầu vồng ghê không? Nhìn rất là đẹp mắt luôn phải không? Và đây là hai khúc cà mình vừa nhồi xong. Bây giờ mình sẽ cho vào vỉ và mình cho vào nồi hấp thôi. Các bạn hấp trong thời gian từ 15 đến 20 phút thì cà của chúng ta nó sẽ chín. Phần cà này mình đã hấp được 20 phút rồi nè cả nhà. Cả nhà thấy cà đã chín rồi. Các bạn chọn trái cà có màu da thật là tím thì khi mình hấp thì trái cà nó sẽ lên màu đen nhìn rất là đẹp. Trái cà của mình nó không có được màu tím lắm. Phần cà và cái phần chả như vậy là đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ đem ra đĩa nha. Và đây là hai cái khúc cà mình vừa hấp chín. Để ăn kèm thì mình sẽ sử dụng đó là nước tương và thêm một ít tương ớt nữa nha. Đây là đĩa cà mình đã hoàn thành. Chả hấp cà sau khi hoàn thành thì phần chả dai, thơm vị rong biển, cà thì ngọt và mềm. Ăn rất là hấp dẫn khi ăn cùng với một ít tương, thêm một vài lát ớt hoặc là tương ớt cay cay. Cả nhà thấy món này vô cùng dễ làm luôn phải không? Và mình chúc quý cô chú anh chị và các bạn có bữa ăn chay ngon miệng nhé. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây thôi. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của mình nhé. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Các bạn xem video nếu thấy hay thì hãy bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video ủng hộ mình với nha. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Và chúc các bạn ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Bye bye.